áo bạn bẩn hết rồi. Từ khi có ABBA, mình chưa bao giờ ngại vết bẩn. ABBA sạch tinh tương. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Đối thoại. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ 3 nằm trong vệ đề tài của chương trình đối thoại, bàn về vấn đề là ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục suy giảm, nhìn từ chỉ số PMI ngành sản xuất đã dưới ngưỡng là 50 điểm tháng thứ tư liên tiếp. Trong hai số đối thoại trước, chúng tôi đã cùng 6 khách mời là các chuyên gia kinh tế, chuyên gia tài chính ngân hàng, doanh nghiệp, hiệp hội cùng bàn những vấn đề của doanh nghiệp ngành sản xuất hiện nay, những vấn đề vướng mắc và những đề xuất giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp ngành sản xuất. Thì ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục mời tới chương trình đối thoại các khách mời để cùng trao đổi về chủ đề này. Ngoài bàn về những giải pháp đã được đưa ra trong số đối thoại trước thì sẽ có thêm một góc nhìn mới, những thông tin mới cho quý vị khán giả. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của ba khách mời. Tôi xin được giới thiệu sự có mặt của ông Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng viện chiến lược ngân hàng nhà nước. Xin chào ông Hòe. Vâng, xin chào MC, kính chào quý vị. Tôi xin được giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế. Xin chào ông Ánh ạ. Dạ vâng, xin chào quý vị khán giả của VITV. Tôi xin được giới thiệu sự có mặt của doanh nhân Ngô Trung Hưng, giám đốc marketing công ty Đại Việt Hương. Xin chào ông Hưng ạ. Dạ, kính chào Ngô Chi, kính chào quý vị. Vâng ạ. Chúng tôi rất là cảm ơn sự có mặt của ba khách mời trong chương trình đối thoại ngày hôm nay. Và vì lý do là doanh nghiệp ở xa nên là chúng ta không có điều kiện quay trực tiếp. Tuy nhiên là tôi nghĩ là một chương trình đối thoại qua Zoom thì cũng sẽ vẫn rất nhiều thông tin và những tranh luận, trao đổi sôi nổi. Thì ông Hòe là người đã tham gia số đối thoại đầu tiên trong phần này đúng không ạ? Ông Ánh và ông Hưng thì hôm nay mới tham gia nhưng chắc chắn là đã sẽ có rất nhiều thông tin. Bởi vì ông Hưng cũng làm doanh nghiệp trong ngành sản xuất. Ông Ánh thì lại có rất nhiều thông tin về các khối doanh nghiệp và những chỉ số kinh tế vĩ mô. Thì có lẽ là ông Hòe sẽ là người mở màn đầu tiên ạ. Ông Hòe có thể chia sẻ ngắn gọn lại một chút về những nhận định của chúng ta đã đưa ra trong các số đối thoại trước về vấn đề là ngành sản xuất Việt Nam đang tiếp tục suy giảm nhìn từ chỉ số PMI ạ. Đầu tiên là xin mời ý kiến của ông Phạm Xuân Hòe. Vâng, rõ ràng là các cái có hai cái số mà chúng ta đã thảo luận về cái câu chuyện là cái ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục suy giảm. Thì có thể tóm lại mấy vấn đề lớn như này. Thứ nhất là các cái diễn giả đều khẳng định rằng ở cái giai đoạn hiện nay ấy, thì rõ ràng là các cái doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành sản xuất gặp phải những khó khăn mà chưa từng có, hay là chưa từng có trong lịch sử. Kể cả những giai đoạn khủng hoảng của 2011, 2008 của Mỹ, sau đó 2011, 2012 chúng ta bị ảnh hưởng thì cũng không bao giờ khó khăn như bây giờ. Đấy là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là chúng ta cũng đã phân tích rất rõ các cái nguyên nhân tại sao cái ngành sản xuất của Việt Nam nó suy giảm. Trong đó các cái diễn giả nêu rất rõ là quan trọng nhất đó là cái câu chuyện là các cái doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta về mặt công nghệ mà nói, cũng như về mặt vốn đầu tư mà nói. Và đặc biệt đó là cái câu chuyện là kiếm lợi nhuận từ các cái ngành sản xuất ở Việt Nam ấy thì nó rất là khó. Do chúng ta coi như là bị lạc hậu về công nghệ hay là đầu tư vốn rất là lớn, nhưng mà cái lợi nhuận nó mang lại nó lại rất là eo uột, nó không thể bằng những cái ngành khác được, đặc biệt là đầu tư bất động sản hoặc là đầu tư vào chứng khoán. Mà hai cái bong bóng, từ bong bóng bất động sản và bong bóng tài chính nó tạo ra thì rõ ràng là phân bổ nguồn lực là có vấn đề. Cái thứ ba là cái chỉ số, nếu nói xét về mặt đầu tư dự án, cái chỉ số IRR cho cái ngành sản xuất của Việt Nam thì nó rất là thấp, chỉ có một vài coi như là những cái lĩnh vực mà những doanh nghiệp nào chớp được cơ hội đi trước thì người ta còn đầu tư vào. Và cái điểm nữa, cái điểm tiếp theo đó là chúng ta đề cập đến câu chuyện là cái sản xuất của Việt Nam chủ yếu vẫn dừng ở mức sản xuất thô, sản xuất nông sản hoặc sản xuất một số các cái mặt hàng để mà xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nguyên liệu thô, khai thác mỏ. Thế và cái nữa là chúng ta cũng thấy rằng là cái người Việt Nam của chúng ta với cái công nghệ và với cái việc đầu tư vào đây thì cũng rất là ít. Mà phải nói rằng là hôm đó tất cả các diễn giả đều nói rằng là mặc dù có thể nói rằng là có rất nhiều các cái nghị quyết cũng như chính sách để hỗ trợ, rồi chúng ta đưa ra cái chương trình coi như công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng mà thực tế thì các cái quỹ để mà hỗ trợ cho cái này thì nó rất là eo uột và nó không dành vốn ra để hỗ trợ những cái câu chuyện phát triển cái nền tảng của nó là sản xuất công nghiệp. Đó, tóm lại là đó là những cái điều mà rất nhiều các cái diễn giả đã trình bày và rất mong muốn là cần phải có một cuộc cách mạng để làm sao các doanh nghiệp Việt thực sự mong muốn đầu tư vào sản xuất.
Vâng ạ, tôi xin cảm ơn ý kiến ban đầu của ông Hòe. Ông Hòe đúng là nhớ rất kỹ và phân tích tổng hợp rất là chi tiết đúng những cái vấn đề mà chúng tôi trao đổi trong hai số trước ạ. Không biết là ông Ánh có bổ sung thêm được không ạ, hoặc là cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả về ngành này ạ? Tôi cho rằng những cái phân tích, những cái nội dung mà anh Hoài đã nêu tóm tắt của các cái buổi lần trước thì có thể nói là chúng ta đã cho một cái chúng ta một cái bức tranh rất là tổng quát, khái quát và cũng đã đi đúng được các cái nguyên nhân, có thể nói là khá là nhiều, kể cả những nguyên nhân do chủ quan hay là khách quan. Do đó thì để góp ý vào những cái khía cạnh mà nó chúng ta đánh giá cái tình trạng khó khăn của các cái doanh nghiệp của chúng ta, đặc biệt là các doanh nghiệp mà chúng ta thấy là hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mà có lẽ ở đây chúng ta tập trung vào hai lĩnh vực chủ yếu là lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong đó nổi bật là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, và một lĩnh vực nữa đó là lĩnh vực sản xuất mà trong lĩnh vực nông nghiệp, là hai cái lĩnh vực mà chúng ta phải đối mặt. Và cái hình thức sản xuất mà chúng ta đang chia sẻ đây thì chúng ta cũng giới hạn ở cái khó khăn của các cái doanh nghiệp mà họ hoạt động trong các cái lĩnh vực này, mà đó là những cái doanh nghiệp ở trong nước. Thì tôi chỉ muốn cái đầu tiên mà đánh giá là tôi chia sẻ cái mà chúng ta rất nhiều doanh nghiệp tôi đã gặp và được tiếp xúc, được trao đổi thì họ đều chia sẻ là chưa bao giờ họ khó khăn như bây giờ. Kể cả những cái doanh nghiệp có cái truyền thống rất là lâu đời, đã từng đối mặt với cái cuộc khủng hoảng năm 97, 98, là cái cuộc khủng hoảng ở khu vực bắt nguồn từ Thái Lan, cho đến cả những cái doanh nghiệp mà cũng đã có một cái bề dày tương đối, đã từng đối mặt và cũng đã từng vượt qua cái cuộc khủng hoảng năm 2008, 09 mà bắt nguồn từ Mỹ, như là anh Hoài cũng đã nêu. Và đặc biệt là kể cả những cái doanh nghiệp mà mới đối mặt với những cái khó khăn chưa từng có như hiện nay, trong cái giai đoạn COVID-19 năm 2020, 21, và sau đó là có một cái sự phục hồi ngắn hạn trong năm 2022, thì đều họ đều đánh giá là cái khó khăn họ đang phải đối mặt bắt đầu từ khoảng quý 4 của năm 2022 cho đến hết cả nửa đầu của năm 2023 là những cái khó khăn mà họ chưa từng gặp phải, chưa từng gặp phải. Và dĩ nhiên thì cái mức độ khó khăn của mỗi một cái loại hình doanh nghiệp, mỗi một nhóm doanh nghiệp và mỗi một doanh nghiệp cụ thể thì cũng tương đối khác nhau. Do đó thì tôi cho rằng cái đầu tiên chúng ta nhận định là cái khó khăn là gì, và nếu như chúng ta không nhìn rõ và đúng bản chất của những cái khó khăn đó thì rất khó để chúng ta có thể đưa ra giải pháp. Gần đây chúng ta thấy nói rất nhiều đó là khó khăn của các doanh nghiệp là do các cái yếu tố đầu vào, liên quan đến, nói ví dụ như là giá nguyên nhân vật liệu tăng, mà cái này thì phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là chúng ta nhập khẩu từ nước ngoài. Chúng ta cũng biết là ở Việt Nam chúng ta nhập khẩu tới khoảng xấp xỉ 100% GDP, có nghĩa là một năm chúng ta nhập khẩu hàng trăm tỷ đô la, mà trong đó 80-90% là nguyên nhiên vật liệu và máy móc thiết bị. Như vậy đó là các yếu tố đầu vào, và khi mà lạm phát toàn cầu thì chắc chắn đó là một yếu tố rất quan trọng mà họ phải đối mặt. Cái vấn đề thứ hai mà chúng ta thấy nói rất nhiều và chúng ta cũng đưa ra rất nhiều cái giải pháp, đó là cái vấn đề về tiếp cận nguồn vốn tín dụng, cái khó khăn tiếp cận trong nguồn vốn tín dụng, rồi cái khó khăn đặc biệt là liên quan tới cái lãi suất cho vay trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là bắt đầu từ khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2022 thì cái lãi suất cho vay đã tăng vọt lên cái mức mà rất nhiều doanh nghiệp cho rằng là họ không thể chịu được được với cái mức lãi suất như vậy, 12, thậm chí 13, hoặc là thậm chí là hơn nữa với cái mức lãi suất. Đó là cái yếu tố thứ hai. Và như vậy thì tôi cho rằng có khá nhiều những cái điểm chưa rõ ràng trong cái khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam, kể cả từ các yếu tố đầu vào, và đặc biệt tôi quan tâm tới các cái yếu tố đầu ra của các cái doanh nghiệp sản xuất, mà chúng ta cần phải phân tích sâu hơn, rõ hơn để tìm ra cái căn nguyên cũng như cái nguyên nhân thì chúng ta mới có cái biện pháp để khắc phục một cách hiệu quả được. Vâng ạ. Xin cảm ơn ông Ánh. Ông Hưng thì sau khi đã xem hai số trước ạ, và sau khi đã nghe ý kiến của hai chuyên gia thì ông Hưng chia sẻ đến thực tế của doanh nghiệp đi ạ, và góc nhìn của mình ạ. Vâng ạ, cảm ơn cô Chi. Cảm ơn hai thầy. Tôi thì rất là mở rộng tầm nhìn khi mà nghe thầy Hòe và thầy Ánh trình bày rất là chi tiết, khá chi tiết, và nêu những cái thắc mắc về những lý do tại sao mà chúng ta lại rơi vào một cái giai đoạn khó khăn như bây giờ. Tức là theo như thầy Ánh nói, tức là chúng ta có ba quý rồi, kể từ quý 4 của năm 2022, doanh nghiệp là than phiền rất rất là khó khăn.
Thì tôi thấy rằng là có thể rằng chính phủ chúng ta đó là do là có một sự thay đổi, muốn có thay đổi những cái giải pháp liên quan đến chính sách quốc gia nói chung về mặt kinh tế và liên quan đến cái điều tiết cái đầu tư và về bất động sản. Do đó cho nên là có khuyến cáo ngân hàng làm một số cái sửa đổi về vấn đề cái quy tắc cho vay ưu tiên. Thành ra cho nên trước đây á, thì có thể rằng nôm na là chúng ta có một cái tự hồ như một cái mô hình để nó xảy ra phổ biến, thành ra có thể nói vậy. Tức là cái người sau vay nợ để mua nhà thì có thể trả đủ cho người trước để cái giá của người trước mua cộng với lại cái chi phí vay vốn ngân hàng và một cái món lãi kỳ vọng nào đó, thì tất cả cái đó nó tạo ra cái dòng tiền cho vay mua bất động sản đó, nó tạo mặc nhiên nó tạo ra một cái món lời trên cái kinh doanh bất động sản mà nó vốn bất động, tức là nó nảy sinh ra cái giá trị gia tăng gì hết, nhưng mà nó lại nảy sinh ra những món lời rất là hời, và cái món lời đó đem chia chác, tức là những người giao dịch trực tiếp thì họ có lời, họ chia sẻ cho những người trong gia đình họ, rồi tạo ra một cái sự hưng phấn lan tỏa về tiêu dùng tất cả các cái, thì cái đó là một cái nguồn quan trọng để cung ứng cho cái vấn đề thị trường nội địa chúng ta sung thịnh, tức là phồn thịnh, chi tiêu phồn thịnh. Thứ hai nữa là những yếu tố về cái đầu ra mà xuất khẩu mà FDI là chủ đạo, thì bây giờ chúng ta cũng biết rằng do cái những hoàn cảnh khách quan mà toàn thế giới đều ai cũng mắc phải, nước nào cũng mắc phải, đó là cái sự suy giảm tiêu dùng nói chung. Ngoài ra còn cái vấn đề thắt chặt tiền tệ là toàn cầu, nó cũng làm giảm chi tiêu, bản thân mỗi người dân ở trên thế giới này đều trải nghiệm, thì tất cả những thứ đó nó cũng đang làm góp phần làm giảm cái chi tiêu của ngoài quốc gia này, đưa đến cái chuyện giảm cái xuất khẩu của chúng ta. Thì giảm xuất khẩu nó làm cho cái công nhân như chúng ta bị giảm tiền lương và một cái tỷ lệ nhỏ nào đó thất nghiệp, thì cái đó nó gây ra một cái sự suy giảm lan tỏa, tức là giảm thu nhập mà nó mang tính lan tỏa, nó len lỏi vào từng gia đình, mỗi gia đình có những người công nhân đi làm, mỗi công nhân vẫn còn đi làm thì do không có tăng ca, do đó cho nên là tiền lương giảm xuống, thí dụ như 20% thôi, rồi là những người thất nghiệp cũng chiếm của hơn 10%, thì tất cả cái đó nó góp phần vào cái sự suy yếu tiêu dùng, và hai ba cái nó nhồi lại nó làm các doanh nghiệp cảm thấy rất là khó khăn, rất là khó khăn. Bây giờ đây á, có thể chính phủ chúng ta muốn xem như điều chỉnh cái mô hình cái phát triển bất động sản theo kiểu cũ đó, do đó cho nên á, là chúng ta phải chấp nhận một cái sự trải nghiệm này, tức là cái nguyên nhân bây giờ vấn đề cái nguyên nhân đó là chúng ta thấy rồi, thì bây giờ chính phủ sẽ làm gì để mở ra một cái giai đoạn mới trong cái giai đoạn sắp tới này, cái đó tôi nghĩ đó là quan trọng. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa của sự chuyển tiếp, bây giờ đây rất cần ý kiến của những cái nhà hoạch định chính sách, những thầy tư vấn chính phủ, những nhà doanh nghiệp, những người xem như là khoa học để mà giúp đỡ cho chính phủ, góp ý cho chính phủ để coi coi trước thềm của sự đổi mới này chúng ta sẽ làm sao, tức là chúng ta rút bớt xem như là đầu tư vào bất động sản. Một số người hiện tại bây giờ cho rằng là cái đầu tư vào bất động sản Trung Quốc có thể trên 30% GDP. Đấy. Cái cấu trúc về cái hỗn hợp GDP ở bên Trung Quốc. Còn chúng ta có thể là chúng ta không có bằng, nhưng mà chúng ta cũng theo sát cái tỷ lệ đó. Tức là coi lại thì cái tỷ lệ bất động sản chúng ta nó chiếm rất lớn ở trong cái hàm lượng mà cấu tạo của cái tổng thu nhập quốc dân của mình. Thì bây giờ chúng ta giảm cái hàm lượng này thì chúng ta sẽ xem như là bù đắp hay là thay đổi như thế nào làm tăng những cái cấu phần khác của cái GDP theo một cái cấu trúc tỷ trọng ra sao,
Thì cái đó là để cho chúng ta đạt được cái sự chẳng những thăng bằng mà còn phát triển trong những cái giai đoạn tới. Thì theo tôi ấy, thì là cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam thì nó yếu lắm. Tại sao? Tại vì á, chúng ta nhờ vào GDP, nhờ vào FDI. FDI nó đã nâng tầm của mình một cách gián tiếp và tạo ra cái cơ hội chúng ta một cách trực tiếp về tăng cái kim ngạch hai chiều, và đặc biệt là xuất khẩu xuất siêu đấy. Và bây giờ đây á, chúng ta coi lại đi, tất cả những cái đầu tư chúng ta trong thời gian qua thì đầu tư cho công nghệ thì rất là bị hạn chế, mà trong khi đó tiền chúng ta đổ vào bất động sản rất là nhiều đó. Do đó bây giờ cái sự điều chỉnh này là chúng ta sẽ phải điều chỉnh như thế nào trong một cái không gian mà có thể chúng ta được bỏ ngỏ, vì cái sự tan rã gần như là bán phần của toàn cầu hóa. Chúng ta có thể phong tỏa một cái khu vực nào đó trong cái hoàn cảnh mà cái sự toàn cầu hóa nó không còn đúng một cách tuyệt đối, lợi thế so sánh không còn là một cái xem như là quy luật mất biến. Chúng ta thấy rằng bây giờ người ta nhập khẩu do sự ưa thích chứ không phải rằng do lợi thế cạnh tranh ở lợi thế so sánh nữa. Thành ra cho nên chúng ta sợ gì những ai đã đang sản xuất hàng giá rẻ? Chúng ta cũng không sợ gì những cái thực thể đã từng bù lỗ cho những doanh nghiệp hàng giá rẻ để xuất qua chúng ta. Chúng ta có thể chấp nhận một cái khung giá nào đó sản xuất đúng giá, tức là không bán phá giá, không bán giá dưới chuẩn, không bán dưới giá thành toàn bộ, để chúng ta thiết kế một nền công nghiệp đúng chuẩn, tức là có giá trị thặng dư. Chứ bây giờ chúng ta đã thoát khỏi cái giai đoạn tức là lấy tiền lãi bất động sản từ những cái tài sản bất động đó mà chúng ta nuôi toàn dân nữa. Do đó cho nên chúng ta không ngần ngại gì, tôi xin lặp lại, chúng ta đóng cửa một cái góc khuất nào đó để chúng ta thiết kế lại nền công nghiệp của chúng ta. Sự thiết kế đó bao gồm á là xây dựng công nghệ trên tất những cái lĩnh vực, thí dụ như là hóa học điều chế, sinh học phân tử, công nghệ 4.0, chúng ta làm tất tần tật hết. Chúng ta dùng cái tiền đầu tư vô bất động sản kia một năm có thể lên tới là nhiều triệu tỷ, có thể lên tới là nhiều trăm ngàn tỷ, xin lỗi, để chúng ta xem như là tài trợ cho những nhà máy mới. Đây không phải tài trợ, không phải cho không nha. Chúng ta cho dây đúng giá, và thí dụ dây bây giờ tôi bán nhà là xem như là nhà ở xã hội, là giả sử như là như chính phủ nói có thể tương lai là dưới 5%, chúng ta thậm chí cho dây những nhà máy này 4% thôi đó, và dây trong 20 năm chờ họ hòa vốn, đúng không? Đó, đây là giống như chúng ta bán nhà ở xã hội vậy đó, nhưng mà chúng ta quan tâm tới cái hệ số lãi suất, báo cáo thầy. Thì khi đó đó có thể là chúng ta bây giờ mọi người thế giới nó đang đổi hỗn hợp sản lượng của quốc gia, thì chúng ta đổi hỗn hợp sản lượng chứ chúng ta không lệ thuộc vào cái gọi là công nghệ tức thì để đưa ra những cái giá rẻ để đạt được cái gọi là lợi thế so sánh gì cả. Chúng ta lúc kê hết, chúng ta nhập nhà máy về. Một năm mà dưới khoảng chừng 4 tới 500 ngàn tỷ, quý thầy thử coi chúng ta nhập bao nhiêu. 4 tới 500 ngàn tỷ chúng ta có thể nhập được là gần cả hàng ngàn cái nhà máy. Thì chúng ta làm đi. Rất rất nhiều, rất rất nhiều nhà máy hóa học điều chế, phát triển sinh học phân tử, những nhà khoa học 4.0 đang chờ với cái sự cho vay hợp lý của ngân hàng. Thay vì chúng ta đổ tiền ngùn ngụt vào những cái tập đoàn trước đây chúng ta mà chủ yếu dựa vào đất đai. Xin cảm ơn ý kiến của ông Hưng ạ. Những góc nhìn của doanh nghiệp luôn luôn là rất là thực tế, những giải pháp đưa ra hết sức cụ thể. Ông Hoài bổ sung từ những cái nền tảng, những cái đề xuất của ông Hưng đi ạ. Tôi thấy rằng là những cái tâm huyết của anh Hưng thì rất là đúng rồi. Tức là cái cấu trúc về nền kinh tế của chúng ta, phân bổ cái nguồn lực thì nó lại cứ chảy vào bất động sản. Đó.
Đặc biệt là cái vấn đề ưu tiên cái vốn đầu tư cho cái công nghệ mới, họ các doanh nghiệp mới của chúng ta là nó không không đáng kể. Và cái thứ hai nữa là cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt thì đã chứng minh thêm cái câu chuyện mà anh Ánh vừa đề cập đó. Và tôi thì tôi thấy rằng là thế này, tức là có thể tổng kết lại các cái số trước và cái số này mà anh đang bàn đấy, thì tôi tổng kết ra nó khoảng độ coi như là 5-6 cái thiếu. Cái thứ nhất ấy là thiếu cái vật liệu, nguyên vật liệu đầu vào một cách tương đối giá ổn định, tức là giá nó không bị tăng vọt. Cái thứ hai là thiếu về vốn và nó lại bị cái lãi suất cao, đúng không? Cái thứ ba là thiếu về lao động như anh Ánh nói phân tích. Cái thứ tư là thiếu cái đầu ra, tức là lần trước chúng ta đã phân tích cái tổng cầu ở trong nước cũng như xuất khẩu rồi. Cái tiếp theo là thiếu sức cạnh tranh, đúng không? Thiếu sức cạnh tranh. Và có một cái rất quan trọng mà tôi nghĩ rằng là anh Ánh phân tích mà tôi cũng rất là đồng tình, đó là thiếu những cái thông tin chính xác ở cấp vĩ mô, phản ánh đúng cái thực trạng của các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam để mà đưa ra được những cái giải pháp coi như là nó thực sự là hợp với lại coi như là thực tế và hợp với lại cái doanh nghiệp Việt, đúng không ạ? Nếu như thông tin đầu vào mà không chính xác thì rõ ràng là quyết sách của ông nó sẽ không, ông vẫn cứ chỉ xoay quanh. Từ đấy đến nay chúng ta để ý trên tất cả các cuộc hội thảo thì chỉ xoay quanh có hai chủ đề: một là tiếp cận vốn và lãi suất, cái thứ hai đó là cái câu chuyện là làm thế nào để phục hồi lại cái thị trường bất động sản, đúng không ạ? Trong Đúng vậy. khi chúng ta phân bổ nguồn lực cái thị trường bất động sản, bây giờ chúng ta nhìn bao nhiêu các cái biệt thự, bao nhiêu những cái nhà coi như là shop house ở các bờ biển vẫn đang để ở trong tình trạng coi như là chưa hề coi như đưa vào sử dụng, vẫn chỉ là nhà thô, hoặc là bao nhiêu tiền ném vào đất, đúng không? Thế vừa rồi thì tôi nói thật là có một số ít chuyên gia có cho rằng là cái lãi suất đang xuống cho nên là bây giờ tiền nó lại chảy vào chứng khoán. Tôi như thế là tốt chứ sao? Tôi thì quan điểm ngược lại, nó họ không muốn gửi vào ngân hàng nữa mà họ bỏ sang chứng khoán, chính là họ đang đầu tư vào cho những người doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà đã niêm yết ở trên sàn, có đúng không ạ? Vốn hóa thị trường họ tăng lên, thứ hai là họ phát hành cổ phiếu mới, đúng không? Và cái cuộc chạy tiếp sức của những cái nhà đầu tư đấy nó sẽ tạo ra được cái vốn dài hạn, trung dài hạn cho doanh nghiệp thì tốt hơn rất nhiều chứ. Họ trong khi đi tiếp cận coi như là hệ thống ngân hàng thương mại thì nó rất là khó khăn, đúng không? Nên là đấy là những cái mà tôi tổng kết lại các anh. Và bây giờ tôi xin đề cập thêm coi như là hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, chúng ta hãy nhìn vào năng lực ngành sản xuất của Việt Nam. Thì có lẽ chỉ có những ngành nào ăn theo bất động sản thôi thì là ok, hoặc là xây dựng cơ sở hạ tầng là ok, đúng không? Ví dụ như là xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, rồi là gạch xây dựng, đúng không ạ? Hay là cát đá, cát đá sỏi. Thì tất cả những cái ngành sản xuất ra những cái vật liệu đấy thì kể cả là những cái doanh nghiệp của Việt Nam có những cái công nghệ rất là lạc hậu thì vẫn có thể vẫn còn theo được, nói mà vẫn còn theo được và vẫn bán được cho những cái ngành nghề mà coi như là như bất động sản hay là sản xuất coi như là xây dựng cơ sở hạ tầng như đường xá giao thông. Thế còn bây giờ chúng ta hãy quay trở lại những ngành sản xuất như anh Hưng đề cập. Tôi xin lỗi là riêng ngành công nghệ cao của Việt Nam thì tất cả cái câu chuyện trong công nghệ số và phần mềm thì chúng ta vẫn chỉ là đi gia công mà thôi. Chúng ta chưa có một doanh nghiệp nào thực sự sáng tạo ra được những phần mềm có sức cạnh tranh, phải không ạ? Đối với lại Indonesia, với lại các nước ở trong khu vực, tôi chưa nói cái tầm quốc tế, đúng không ạ? Tầm thế giới nó rộng hơn. Thì đấy là một cái câu chuyện. Cái câu chuyện thứ hai để mà giải thích cho cái ý của anh Hưng băn khoăn ấy, là các cái quỹ nó bé lắm, cái quỹ mà coi như là hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa Công nghệ, hay là cái quỹ mà coi như là hỗ trợ để mà đưa ra những sáng kiến về giải quyết các vấn đề về môi trường của Bộ Tài nguyên Môi trường, xin thưa anh Hưng, nó chỉ có 2.000 tỷ thôi. Thế và các cái điều kiện của nó, cái chính sách thì nó lại vô cùng chặt chẽ. Hoặc là cái quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch Đầu tư mà chủ trì ấy, thì nó cũng chỉ có 2.000 tỷ thôi, đúng không ạ? Cùng lắm thì nó lên 4-5.000 tỷ. Thế sau đó thì xin thưa là chính sách cho vay thì lại cũng phải có tài sản bảo đảm, đúng không ạ? Lại cũng phải bảo toàn vốn. Thế là cuối cùng quay trở lại, ông nào ủy thác được cho ngân hàng thương mại thì ông ấy dám làm,
còn ông nào không ủy thác được thì bắt đầu ông chơi một cái bài là xin thưa anh là chuyên gia tài chính, như tôi cũng là chuyên gia tài chính, như tôi nói là cuối cùng nó lại quay về đâu, cuối cùng nó lại ông giám đốc đấy để bảo toàn cái sinh mạng chính trị với lại cái của ông ấy, thì ông đi gửi ngân hàng, ông lấy lãi suất đấy để ông ấy coi như là chia lương cho cán bộ công nhân viên. Tôi nói luôn, không tin anh cứ bảo được, nói tất cả các chuyên gia ở bên bộ tài chính tổng hợp lại xem có đúng coi như ý kiến của tôi hay không, bởi vì tôi tham gia trong cái đề tài về cái quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa 26 quỹ là tôi biết rất là rõ là họ chỉ mang tiền đi gửi ngân hàng mà thôi, chứ còn họ cũng sẽ không thực hiện đúng với cái sứ mạng của mình, đúng không ạ? Thế thì làm sao mà nó có thể hỗ trợ được cho các cái ngành công nghệ, các ngành sản xuất của Việt Nam, đúng không ạ? Thì đấy là một cái điểm mà đầu tiên mà tôi muốn phân tích. Cái điểm thứ hai đó là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp và nhỏ và vừa, trong đó có rất nhiều kể cả nghị quyết của Đảng về hỗ trợ các doanh nghiệp làm công nghiệp hỗ trợ. Chúng ta đã thiết lập ra một số khu công nghiệp về doanh nghiệp hỗ trợ, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy những khu công nghiệp đó như Hà Nội có cái khu công nghiệp ở dưới Hà Nam, giáp Hà Nam, bây giờ mới chỉ được khoảng 3 doanh nghiệp, còn gần như là để trống cho cỏ mọc đầy đó. Thế thì tôi xin thưa rằng là trong khi đó những doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc, của coi như các nước như Nhật lại vào Việt Nam rất là đông, hoặc của Trung Quốc sang Việt Nam rất nhiều, đúng không ạ? Và họ lại hoàn toàn có thể tham gia được vào trong cái chuỗi sản xuất của các cái doanh nghiệp lớn của họ sang đây. Trong khi đó các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta không tham gia được, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta cần phải tổng kết lại ở đây là cái gì? Đó là cái khả năng triển khai thực thi chính sách của chúng ta mà đã có rồi, có nghị quyết rồi, có nghị định rồi, có thông tư rồi, nhưng nó không vào được cuộc sống. Nghị định hay là thông tư của chúng ta nó lại vẫn là chung chung. Và tôi xin lỗi, tôi nói luôn là tôi đã phát biểu rất nhiều lần trong các hội thảo, đó là cái câu chuyện gì, các thông tư nghị định của chúng ta chỉ tạo ra một cái khung chung chung, nhà nước hỗ trợ cái này, nhà nước hỗ trợ cái kia, thế còn một cái quy trình cụ thể là hỗ trợ như thế nào, hỗ trợ ở đâu và em nộp đơn cho ai, trong bao nhiêu ngày thì em được giải quyết, thì nó lại không giải quyết những cái câu hỏi đó, không ạ? Và nó lại tạo ra một cái vòng luẩn quẩn trong cơ chế xin cho và không ai chịu trách nhiệm cả. Những cái doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điển hình mà có một cái cuộc cãi cọ giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư với lại Thành phố Hồ Chí Minh, đó là cái gì, đó là cái câu chuyện là để mà giải quyết được một vấn đề của doanh nghiệp thì phải hỏi ý kiến của 28 sở ngành, doanh nghiệp hỏi lại thế là bây giờ có ý kiến của em thì giải quyết đến đâu rồi, thì cái Sở Kế hoạch Đầu tư là đầu mối thì người ta bảo là bây giờ em còn chưa biết rằng là coi như còn đang đọng ở cái sở nào mà nó chưa trả lời cho chúng em, cho nên là chúng em không dám trả lời các anh chị. Thế thì tôi xin thưa đây là cái câu chuyện thực thi của chúng ta mà các chuyên gia và trong đó có nhiều người đã tổng kết một câu rất là hay, đó là cái gì, phải chữa được cái bệnh sợ trách nhiệm của các cái công chức viên chức nhà nước, đúng không ạ? Thì mới có thể triển khai những chính sách này hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được. Đấy là cái đỉnh cao của cái câu chuyện thực thi chính sách ở vấn đề thứ hai. Thế còn cái vấn đề thứ ba thì có lẽ tôi sẽ dừng lại đã, bởi vì tí nữa sẽ nói tiếp về vấn đề vốn và lãi suất đó. Thế xin mời coi như là anh Ánh với lại anh Hưng. Và mỗi khách mời thì cố gắng giới hạn một lượt nói để chuyển ý cho người khác thì chúng ta sẽ trao đổi được nhiều hơn ạ. Ông Ánh tiếp tục đi ạ. Dạ vâng, có lẽ là như anh Hoài cũng đã nêu, là anh Hưng cũng đã nêu khá nhiều những cái vấn đề cụ thể. Riêng tôi thì tôi lại muốn nhìn về lịch sử chưa xa của Việt Nam chúng ta để giải thích là tại sao chúng ta lại đang đứng trước một cái bối cảnh có thể nói là khó khăn như vậy. Nếu chúng ta nhớ lại cách đây hơn 10 năm, bắt đầu từ khoảng năm 2010-2011, khi mà chúng ta vượt qua được những cái khó khăn do tác động trực tiếp của cái khủng hoảng tài chính toàn cầu khi đó, thì chúng ta có đưa ra một cái đường lối, một chủ trương và có rất nhiều chính sách theo đó liên quan đến cái từ then chốt mà chúng ta hay gọi là tái cơ cấu. Tái cơ cấu, và trong đó chúng ta tái cơ cấu rất nhiều thứ, và riêng ngành ngân hàng của anh Hoè chẳng hạn thì chúng ta lại dùng từ cơ cấu lại chẳng hạn. Và tôi đánh giá Cái cấu trúc rằng lại của dạ vâng, cho đến thời điểm hiện nay dường như trên tất cả các diễn đàn chúng ta không thấy ai nhắc đến từ tái cơ cấu nữa. Mặc dù tôi có thể khẳng định rằng suốt 10 năm qua chúng ta triển khai cái chương trình tái cơ cấu nền kinh tế đó thất bại hoàn toàn.
không thấy ai tổng kết đánh giá và xem nó như thế nào, cũng như là chúng ta sẽ tiếp tục làm như thế nào trong thời gian tới, và bây giờ đơn giản là không nhắc tới nữa. Bây giờ khi nói đến kinh tế thì chúng ta lại chuyển sang một cái mà tôi gọi là mốt mới, tức là xanh, sạch và số. Đi đâu cũng thấy nhắc đến câu chuyện này. Đây là một cái bài học rất lớn cho chúng ta trong vấn đề hoạch định. Tôi cho rằng các cái doanh nghiệp của chúng ta sẽ không khó khăn như bây giờ, kể cả cấp vĩ mô cũng như là cấp vi mô có doanh nghiệp, nếu chúng ta hoạch định được một cái chính sách tái cơ cấu nền kinh tế, chúng ta lựa chọn được cái mô hình tăng trưởng kinh tế tốt trong suốt 10 năm qua và chúng ta triển khai tốt nó, thì chắc chắn chúng ta sẽ đỡ hơn rất nhiều trong cái bối cảnh biến động như thế này. Tôi chỉ đơn cử một cái câu chuyện nho nhỏ thế này thôi. Nếu trong cái chương trình tái cơ cấu đó chúng ta đặt mục tiêu là cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chúng ta ấy không phải là cứ cứ tăng, cứ chiếm 100% GDP như vậy, mà chúng ta phải hướng vào thị trường trong nước, phát triển thị trường trong nước, và cái kim ngạch xuất khẩu chúng ta chỉ lùi về cái mức khoảng 50 đến 70% và lùi dần, và chúng ta tập trung vào phát triển thị trường trong nước. Ví dụ theo như vậy thôi, thì những cái khó khăn do thiếu các cái đơn hàng xuất khẩu, do cái thắt chặt tiêu dùng ở các cái thị trường truyền thống của chúng ta hiện nay, chúng ta sẽ đỡ đi rất nhiều. Tôi đơn cử như vậy. Như vậy thì nói đầu tiên đó là cái việc mà chúng ta đã triển khai tái cơ cấu một cách nửa vời, không thành công, và cho đến bây giờ chúng ta chịu hậu quả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp của chúng ta. Anh Hoàng nói rất nhiều về câu chuyện công nghiệp hỗ trợ. Anh Hưng nói rất nhiều về cái lĩnh vực mà có lẽ là nó thuộc về lĩnh vực truyền thống của anh ấy, một lĩnh vực mà anh ấy rất là gắn bó, đó là lĩnh vực hóa học và sinh học phân tử. Tôi nói ví dụ như vậy. Thì rõ ràng ở đây câu chuyện là thế này, không chỉ là câu chuyện về chính sách tái cơ cấu, tôi cho rằng chính sách công nghiệp của chúng ta có vấn đề rất lớn. Tôi đơn cử ví dụ như ở Trung Quốc, trong cái bối cảnh những nửa đầu của năm 2023 khó khăn, nhưng họ vẫn duy trì được một cái chính sách công nghiệp mà họ đã hoạch định từ năm 2020 cho đến giai đoạn 2025, với những cái ngành mũi nhọn, những ngành chủ chốt, họ tập trung vào đó để thực thi. Tôi đơn cử ví dụ như là với ô tô điện, vừa rồi chúng ta chứng kiến là cái mũi nhọn ô tô điện của Trung Quốc đã vươn lên đứng đầu thế giới, và Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới thay cho vị trí của Nhật Bản vào chính nửa đầu của năm 2023, trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn và kinh tế Trung Quốc cũng gặp không ít khó khăn, không phục hồi được như đúng như cái tốc độ mà họ mong muốn. Hay là tôi đơn cử một cái ngành nữa mà Trung Quốc đã lựa chọn là cái ngành mũi nhọn của họ và họ đã thực thi trong khoảng 10 năm qua, đó chính là ngành pin năng lượng mặt trời. Chúng ta có thể tưởng tượng được là hiện nay tới 70-80% cái số pin năng lượng mặt trời trên toàn cầu là do Trung Quốc sản xuất. Và toàn bộ cái mà chúng ta hay gọi là năng lượng xanh của châu Âu hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc. Chúng ta thấy đấy, đấy là cách họ hoạch định cái chính sách công nghiệp. Họ lựa chọn, thứ nhất là lựa chọn những ngành nghề, những sản phẩm nào là mũi nhọn, gắn với những công nghệ tiên tiến hàng đầu như thế nào. Đó là cái lựa chọn của họ. Trong khi đó, tôi khẳng định rằng Việt Nam chúng ta hiện nay gần như không nhìn thấy chính sách công nghiệp nào. Chúng ta không biết lựa chọn cái gì. Cách đây khoảng 10-15 năm, tôi nhớ là chúng ta lựa chọn khoảng 6 ngành để chúng ta tập trung vào. Nhưng cho đến nay, gần như những cái ngành đó cũng không thấy có báo cáo đánh giá là chúng ta đã thực hiện được cái gì trong việc thực hiện các ngành mũi nhọn như vậy. Nên là ví dụ như anh Hưng nói về câu chuyện hóa học hay là sinh học phân tử, thì báo cáo với anh Hưng là tôi không nhìn thấy các cái ngành đó trong những cái ưu tiên mũi nhọn phát triển công nghiệp của Việt Nam chúng ta. Và để nói đến cái câu chuyện chúng ta tái cơ cấu cái chính sách công nghiệp, thì nếu chúng ta không lựa chọn được như vậy thì các cái chính sách đi theo đó để hỗ trợ, để phục vụ cho phát triển công nghiệp, tôi cho rằng chúng ta sẽ rất là thiếu mục tiêu, và như vậy không có căn cứ. Chưa kể cái mà như anh Hoài nói, là tôi hoàn toàn chia sẻ, là thậm chí là còn khoảng cách, thậm chí là lệch hướng giữa cái chính sách với cái thực thi chính sách, là vô số vấn đề khác nữa. Như vậy thì tôi cho rằng ở đây là một cái vấn đề cực lớn mà chúng ta phải lưu ý. Và tôi đơn cử ví dụ như câu chuyện anh Hưng nêu ra, tại sao chúng ta lại hướng cái nguồn vốn vào bất động sản, hay thậm chí là vào cái ngành chứng khoán, hay là một số các ngành nghề khác, là bởi vì các cái chính sách ưu tiên vào công nghệ và công nghiệp của chúng ta, kể cả công nghiệp hỗ trợ cũng như là công nghiệp chế biến chế tạo chính thống, đều không rõ ràng. Và do đó chúng ta cũng chẳng biết là sẽ đầu tư như thế nào cả, và đầu tư bao nhiêu thì đủ, với cái mức độ như thế nào, và cái kết quả chúng ta mong muốn đạt được ra làm sao là đều không có và không cụ thể. Cái vấn đề nữa là anh Hưng có nói về cái chuyện mà chúng ta đầu tư quá nhiều vào bất động sản, thì báo cáo với anh Hưng thế này,
chỉ riêng vốn tín dụng ngân hàng và bất động sản thôi, hiện nay chúng ta tổng là khoảng 13 triệu tỷ, hơn GDP của chúng ta khoảng 115 tới 120% GDP. GDP Việt Nam hiện nay khoảng trên 400 tỷ đô la Mỹ thì khoảng 10 triệu tỷ, thì tổng tín dụng chúng ta là 13 triệu tỷ. Thưa với anh Hưng là 1 phần 5 trong số đó, tức là hơn 2 triệu tỷ đồng đã đổ vào bất động sản, chứ không phải là vài trăm nghìn tỷ như là anh Hưng lo ngại đâu, nó còn hơn thế rất là nhiều, tới 20%. Và bất động sản Việt Nam theo thống kê chính thức, tôi nhấn mạnh là theo thống kê chính thức, bao gồm hai lĩnh vực: một là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hai là lĩnh vực xây dựng, thì chỉ chiếm trên 10% GDP của Việt Nam, không cao đến mức 25 tới 30% như trường hợp của Trung Quốc. Và Trung Quốc hiện nay họ đang đối mặt với, có thể nói là, một cái cuộc khủng hoảng tiềm tàng từ cái lĩnh vực bất động sản. Việt Nam nếu có thì cũng có thể xảy ra những cái quy mô thì không đến mức như vậy. Nên là cái ứng xử với bất động sản, cái nguồn vốn cho bất động sản hoàn toàn là chúng ta rất cần phải cân nhắc và đánh giá ở đây đối với cả các thị trường của Việt Nam và cái mức độ thực tế của nó. Và đặc biệt ở đây tôi thấy có một cái lưu ý rất thú vị của anh Hoài mà tôi hoàn toàn chia sẻ. Thậm chí là khi chúng ta đối mặt với những khó khăn, dường như chúng ta đang lặn bước. Chúng ta quá chú trọng vào hai cái vấn đề mà tôi cho rằng nó không phải là căn cốt như anh Hoàng nêu. Cái thứ nhất là câu chuyện tín dụng và lãi suất. Rõ ràng ở đây tôi nói ví dụ như là 6 tháng vừa qua, tín dụng cho nền kinh tế của Việt Nam chúng ta chỉ tăng có 4,73%, chưa bằng một nửa so với tốc độ tăng tín dụng của nửa đầu cùng kỳ năm 2022. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân cơ bản là khả năng hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp khó khăn và họ cũng không biết vay vốn để làm gì, chứ không phải nguyên nhân cơ bản là do vấn đề lãi suất. Thế nhưng chúng ta lại quá hướng vào vấn đề là gì? Nới lỏng các điều kiện tiếp cận tín dụng. Chúng ta lại quá nhiều chính sách, quá nhiều quan điểm, quá nhiều đề xuất là phải giảm lãi suất cho vay, thậm chí là ép giảm lãi suất cho vay. Tôi đơn cử gần đây là chúng ta đã ra cả một cái nghị quyết, một cái văn bản là yêu cầu là phải giảm lãi suất cho vay 1,5 tới 2% trong thời gian tới. Rõ ràng ở đây những cái đánh giá, những cái tính toán như vậy của chúng ta, tôi cho rằng hết sức là chủ quan và chưa đủ căn cứ, và như vậy nó sẽ không trực tiếp hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp của chúng ta. Cái ý thứ hai mà tôi cũng rất kinh ngạc và chia sẻ với anh Hoài là chúng ta chưa đánh giá lại được những cái ưu nhược điểm, những cái thực trạng của thị trường bất động sản của chúng ta hiện nay, kể cả về mặt nguồn vốn, kể cả về mặt pháp lý, kể cả về mặt cơ cấu sản phẩm, kể cả về mặt hàng loạt vấn đề khác nữa, về đặc biệt là liên quan đến những cái vi phạm về pháp lý. Thì chúng ta lại suốt ngày nghe cái chuyện là bây giờ phải phục hồi, phải phá băng thị trường bất động sản, trong khi nếu mà chúng ta thực hiện như vậy mà không đúng thì tất cả những cái ưu điểm của thị trường bất động sản thậm chí nó còn giảm đi, và những cái nhược điểm nó còn to ra, và chúng ta sẽ tạo ra những cái có thể nói là tình hình nó còn xấu hơn nữa nếu chúng ta thực thi những biện pháp như vậy. Nên Vâng là ạ. tóm lại tôi cho rằng ở đây chúng ta có cả những vấn đề về dài hạn, về tầm chiến lược, tầm nhìn, có cả những vấn đề về ngắn hạn trong thực thi, và đặc biệt là có cả những vấn đề mà chúng ta chưa đánh giá đúng cái bản chất và nguyên nhân của các cái khó khăn hiện nay Vâng. của rất nhiều lĩnh vực để mà có cái biện pháp phù Thêm hợp. hai ý thôi. Em biện minh cho bất động sản trước rồi sau đó là em ngắn thôi. Rồi, Nhường sao rồi. Giờ vấn đề cái bất động sản của em nói tức là một năm cho dây ra 500-600 ngàn tỷ chứ không phải là tổng cái dư nợ, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là bất động sản của mình không phải là 20% của 10 triệu tỷ đâu, chúng ta là khác Trung Quốc nhưng mà cũng na ná Trung Quốc, để nó thấy rằng thậm chí còn hơn tỷ lệ và tỷ trọng cho trong dư nợ của chúng ta. Lý do tại sao Trung Quốc thì cái nợ mà chính thức của cái về là bất động sản á, là thống kê được là danh chính ngôn thuận là bất động sản dưới 20%, nhưng mà nợ của chính quyền địa phương rất là ngộ, là nợ bằng nửa GDP của Trung Quốc là toàn bộ là bất động sản hết, để phát triển bất động sản hết, và cái đó thường người ta bỏ sót trong cái đề thống kê. Tới khi người ta thống kê là tổng dư nợ của đất nước Trung Quốc lên tới 52 ngàn tỷ bây giờ, gấp 200 mấy chục phần trăm cái GDP Trung Quốc, mà trong đó 50% GDP là xem như nợ của chính quyền địa phương mà chủ yếu phát triển bất động sản. Còn chúng ta ở đây á, là cái dư nợ trá hình mà những cái ngân hàng cho vay với cái gọi là vay tiêu dùng, vay sửa chữa nhà, đúng không, đúng là có thể chiếm tới 5-6 triệu tỷ.
Do đó cho nên là nhiều quý thầy coi lại xem như cái sổ ngân hàng á, để biết coi nó sửa nhà mà nó sửa mấy chục tỷ là sửa cái gì. Do đó cho nên là chúng ta đừng có nghĩ rằng những doanh nghiệp mà nó đăng bạ lên, nó để cái bảng lên ở phía trước á, là kinh doanh bất động sản thì chúng ta mới thống kê đó là kinh doanh bất động sản. Còn ngoài ra đó là nó lướt sóng bất động sản thì chúng ta không có xem như là nó là kinh doanh bất động sản. Tôi nói rồi, tôi nói á, tôi tin rằng á, là cái tỷ trọng mà xem như là nuôi cái nền tiêu dùng phồn thịnh của chúng ta đó là dựa phần lớn vào cái sự chênh lệch bất động sản của cái người giai sau được lớn hơn cái người giai trước, để trả xem chẳng những đủ cái phần giai mà còn trả được cái phần dư nợ, cái phần tức là lãi suất và tức là chi phí vốn đấy, và đồng thời là dư ra được một khoảng mấy chục phần trăm nữa để mà được gọi là lợi nhuận của họ đấy. Và chúng ta không, nền kinh tế này không sống gì thặng dư giá trị, tức là thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất đó, mà nó sống vì cái bất động sản với sự ấn định xem như là tăng giá nhà giọt lên giọt lên giọt lên mỗi tháng mỗi năm đó để nó nuôi cái nền kinh tế. Và đó là một mô hình mà có thể cấp trên thấy rằng nó quá nguy hiểm đó. Do đó cho nên chúng ta phải thống kê lại. Chứ nói như thầy Ánh mà nói, ông là chuyên gia mà ông nói là cả thế giới là nó tin đó, chỉ có em nói là xem như là sai thôi. Tôi thì tôi rất là chia sẻ với cái các ý kiến của anh Hưng từ rất là lâu rồi. Tôi xin được bổ sung mấy cái ý thế này. Trước hết lại bổ sung cái ý kiến của anh Ánh ấy, thì tôi đã từng học ở Trung Quốc, trường đại học Trung ương Trung Quốc 1 tháng và đã được đi thăm những cái tập đoàn nhà nước lớn của Trung Quốc có liên doanh với lại các doanh nghiệp FDI, nhưng họ định vị rất rõ về mặt chiến lược, nếu không chuyển giao công nghệ thì rất khoát không liên doanh, đúng không ạ? Họ phải mua được công nghệ, mua được know-how của các doanh nghiệp nước ngoài lớn thì họ mới liên doanh và mới cho vào đầu tư ở Trung Quốc đó. Cho nên là cái cách tiếp cận và định vị chiến lược của họ là rất rõ ràng và đều có coi như chiến lược rất dài hạn để đưa cái công nghệ và cái sản xuất của Trung Quốc đạt tầm thế giới, và thậm chí là bây giờ là ông ấy vượt rồi, có nhiều lĩnh vực là ông ấy vượt hẳn, đúng không ạ? Thế nhưng mà Việt Nam chúng ta quay trở lại thì chúng ta định vị cái FDI của chúng ta như thế nào? Cuối cùng họ lại trở thành cái lực lượng chính để mà tạo ra GDP của Việt Nam, và họ lại là 70% xuất khẩu của Việt Nam, và chỉ cần thắt hơi sổ mũi của thế giới thì lập tức chúng ta cũng có vấn đề, đúng không ạ? Cho nên là tôi đồng tình với anh Ánh cái câu chuyện cấu trúc đó, để phân tích cái ý đó để chúng ta thấy rằng là chúng ta tái cấu trúc cần phải xem xét lại và ra lại cái câu chuyện tái cấu trúc các cái cơ cấu của nền kinh tế đó. Còn nếu mà không có thì chúng ta rất là gay. Cái điểm thứ hai là chia sẻ với anh Hưng, tôi đồng tình với anh Hưng và nói thật là trong các cái bài viết của tôi đã đều nói đến câu chuyện bong bóng bất động sản và thổi giá bất động sản lên, và cái mà cái người đi trước thì ăn cái lợi nhuận bong bóng của cái người đi sau, đúng không ạ? Và đến bây giờ, chính vì vậy trong cái bài viết gần đây nhất của tôi có phân tích là bây giờ ấy, thì trước mắt là tạm thời các ngân hàng để người ta tiếp cận được vốn thì tốt nhất là không định giá lại coi như là cái tài sản bảo đảm, không? Bởi vì là hơn 12 triệu tỷ thế chấp của các ngân hàng theo thống kê của CIC là bất động sản. Thế đâu bây giờ giá nó xẹp xuống 50% này thì xin lỗi, là bây giờ tôi xin lỗi anh Ánh và anh Hưng là định giá lại theo cái quy trình ấy, 6 tháng một lần ấy, thì là phải giảm dư nợ chứ không phải là tăng dư nợ nữa. Đúng không ạ? Rất là khó khăn. Đó, đấy cũng là một cái nút thắt cần phải gỡ. Cái điểm thứ ba tôi muốn nói ở đây, tức là chúng ta biết thừa rằng là một cái nền kinh tế của Việt Nam lệ thuộc tất cả vào hệ thống ngân hàng, không ạ? Tức là gần như vốn của nền kinh tế là hệ thống ngân hàng. Tức là nếu như theo cái báo cáo phân tích của chỗ BIDB, chỗ cái trường nghiên cứu của anh Lực ấy, thì 62% là tính tổng tài sản tài chính, nhưng nếu như các chuyên gia khác thì đều nói là trên 70% là đều lợi lại thuộc vào vốn ngân hàng. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải đưa các cái kênh khác lên. Thế muốn cái kênh khác lên thì kênh trái phiếu thì xì tốt rồi. Bây giờ còn đang lục tục để chúng ta tái cấu trúc lại, mà tôi xin nói là cái căn cốt của nó vẫn lại là câu chuyện nền tảng doanh nghiệp, nền tảng về quản trị tài chính, chứ không phải là chúng ta có một cái sàn giao dịch.
không ạ? Nền tảng của nó là minh bạch, đúng không ạ? Và thị trường giám sát, chứ không phải là có một cái sàn giao dịch thì lập tức là nó có thể thúc đẩy phát triển. Nó chỉ là một yếu tố, một cái chỗ, cái chợ để mà giao dịch thôi, nhưng mà không có người, không có hàng hóa thì có vậy chỉ có 10 cái thị trường, có 10 cái sàn cũng không giải quyết được vấn đề, đúng không ạ? Thế là chúng ta vẫn, tôi rất đồng tình với anh là chúng ta toàn đi chữa cái ngọn thôi, chúng ta không chữa cái nền tảng, đúng không ạ? Và vì vậy thì tôi nghĩ rằng là các cái kênh dẫn vốn, tôi xin nêu là một cái ví dụ, có hai cái để chứng minh cho cái câu chuyện là lãi suất tại sao không giảm được, và cái thứ hai là cái kênh tiếp cận vốn. Tôi nói là gần đây nhất thì chúng tôi có tổ chức cái hội thảo về phát triển, kiến tạo cái môi trường để làm sao cho cái leasing ở Việt Nam nó phát triển. Thì nói thật là cái kênh này ở Việt Nam cho đến bây giờ mà nó chỉ có còn có khoảng 10 công ty hoạt động. Tổng dư nợ của nó thì khoảng hơn 40.000 tỷ, thì nó chỉ khoảng 0,33% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Trong khi đó nó lại là cung ứng vốn chung và dài hạn cách tốt nhất cho doanh nghiệp không phải thế chấp. Và Hàn Quốc người ta đi cái chiến lược để phát triển công nghệ như ngày nay á, thì là chính phủ đứng ra để hỗ trợ cho cái ngành cho thuê tài chính phát triển, đúng không ạ? Và nó thuê nhà máy móc thiết bị này, thuê nhà máy này, thuê ô tô này, thuê nhà xưởng, kể cả thuê ô tô tiêu dùng cũng được, đúng không ạ? Nó kích thích cả cái đầu vào sản xuất, kích thích cả cái đầu ra tiêu thụ, mà lại không cần phải tài sản thế chấp. Mà cái nút thắt quan trọng nhất tiếp cận vốn hiện nay là tài sản thế chấp, nhưng cái này thì chúng ta lại không gỡ được, và các điều kiện tiếp cận thị trường nó lại quá là hẹp, quá là coi như là khó khăn, đúng không ạ? Chỉ có 10 công ty thôi. Và như vậy thì rõ ràng là chúng nói đúng như anh nói là cái tái cấu trúc cái hệ thống tài chính ngân hàng của chúng ta là chưa đạt được cái mong muốn, không đạt được cái kết quả, đúng không ạ? Đấy là cái điểm mà tôi cạnh đầu dòng thứ ba, cạnh đầu dòng thứ tư, tại sao lãi suất vẫn cao. Tôi xin thưa rằng này, có hai nguyên nhân quan trọng nhất mà các chuyên gia không đề cập đến. Quan trọng nhất là cái phần bù rủi ro của các ngân hàng Việt Nam quá cao. Cái phần mà trích lập dự phòng rủi ro đấy, đúng không ạ? Phần trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam quá cao, bởi vì chúng ta xử lý nợ xấu bằng cơ chế khoanh, giãn và xóa, chứ chúng ta không xử lý theo thông lệ quốc tế. Chúng ta cứ coi như khoanh lại, xong chúng ta lại giãn ra, xong là cuối cùng là chúng ta trích lập và chúng ta xóa. Tức là cái phần mà một trong bốn yếu tố cấu thành cái lãi suất đầu ra, nó là phần bù rủi ro rất là cao, và vì vậy lãi suất cao. Cái nguyên nhân thứ hai là lãi suất huy động. Tôi xin lỗi luôn một ý này thôi. Lãi suất huy động của chúng ta nói rằng mặt bằng lãi suất huy động hiện nay đã xuống rất nhiều, trên thực tế không hẳn như vậy đó. Tôi xin thưa rằng là chỉ có cái lãi suất từ 6 tháng trở xuống theo cái quy định của thống đốc ấy thì để người ta tuân thủ thôi. Còn lại từ 6 tháng trở lên thì người ta có rất nhiều cách, có thể là khuyến mại bằng cách là trả cái phần bảo hiểm, có thể là cộng thêm phần bù lãi suất, vân vân và vân vân. Cho nên cái lãi suất đầu vào của họ vẫn là huy động khoảng độ 7,8 đến 8%. Và như vậy cộng với 3,5% nó vẫn trên 10%. Chứ không phải là lãi suất coi như, đấy mới là cái nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Còn chúng ta toàn đề xuất những cái, chúng ta toàn nêu những cái nguyên nhân mà nó không đúng với cái bản chất của vấn đề thì chúng ta không xử lý được. Đó. Đấy thì tôi phải dừng lại cái chỗ ở đây cái đã, để xem là ý kiến giải pháp của anh Ánh, của anh Hưng thì như thế nào. Em xin ý kiến một chút. Em thấy cái gốc là lãi suất cao. Thật ra đó là lãi suất cao là nó lãi suất là nó là một cái tấm gương, nó phản ánh gián tiếp cái chỉ số lạm phát. Chính phủ xem như có một cái kỳ vọng lạm phát, ví dụ như là từ 2-4% hoặc là từ 3-5% trong giai đoạn này. Thì khi đó là cái lãi suất thì có thể rằng là nếu mà chúng ta đeo đuổi một cách mù quáng là cái quan điểm thực dương, thì chúng ta có thể cho cái lãi suất đầu vào là tầm khoảng chừng 5%. Đấy. Nhưng mà nếu mà ngân hàng mà nghe lời chính phủ thì mặt bằng chung của dài hạn cộng ngắn hạn là theo như là trung bình nhé, chia ra trung bình nhé, thì tầm khoảng chừng đâu đó 8% đấy, hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà nếu tốt lý tưởng nhất á, là phải từ 3,5-4% đó, thậm chí thấp hơn chút giống Trung Quốc. Cái Trung Quốc làm được tại sao chúng ta làm không được? Tại bây giờ những bất động sản bây giờ cái là xem như là nhu cầu của nó là khoản nợ. Bây giờ chúng ta nhu cầu của nó là gì? Tức là không bị mất tài sản và không ghi nợ xấu. Do đó cho nên nó giá nợ cũng vay ra á.
Thành ra cho nên nó biết thỏa thuận sao với ngân hàng. Rồi là ngân hàng thì cũng có thể rằng gặp khó khăn trong vấn đề đầu vào. Muốn khó khăn nhất là trong vấn đề về tiền gửi dài hạn. Thành ra có thể ngân hàng cũng cho bonus đồ này nọ, khuyến mãi đồ các cái giống thầy nói. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là gì? Tức là chỉ có lực lượng vật chất mới đánh bại được lực lượng vật chất mà thôi. Do đó cho nên chúng ta nên nới lỏng cái quy định cho ngân hàng trung tâm, hoặc là chúng ta tạo ra một cái ngân hàng chính sách hoàn toàn mới, và ngân hàng này thực thi là những điều đúng như chính phủ nói đó. Khi mà nó có một cái lực lượng vật chất nó làm đối trọng rồi thì khi đó là chính sách chúng ta mới thực hiện được. Ngoài ra đó là chúng ta có thể là cho những cái thằng nào đó nó phá sản đi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta phải để lại những cái món nợ mà nó chưa đủ xấu, phải không? Để cho người ta xấu sống. Còn những món nợ nào mà nó xấu quá thì cho nó phá sản. Rồi là tùy vào cái cấp độ mà chúng ta sẽ giải quyết. Thí dụ như chúng ta có thể giải quyết bằng cái thỏa thuận giãn nợ hoãn nợ có mang tính cục bộ, hoặc là chúng ta giãn nợ hoãn nợ theo chính sách chung luôn. Bây giờ chỉ một chính sách giãn nợ hoãn nợ thôi thì chúng ta có thể là tránh được cái vụ mà nạn vấn nạn về lãi suất chợ đen đấy. Và tôi theo tôi biết là những cái kênh trái phiếu gần đây là nó phát triển dữ dội, là trong mùa dịch luôn. Là lý do là tại sao? Theo tôi nghe đó, tức là thí dụ như là doanh nghiệp bán trái phiếu là 8%, nhưng mà thỏa thuận ngoài 8% nữa đó. Do đó cho nên là tài chính mà nó như một con ngọn thác, nó xô đẩy tất cả những cái rào cản, nếu mà những rào cản đó là được gọi là nguy rào cản. Thật ra chúng ta nên là tập trung vào quản lý thực chất đó, chứ chúng ta không có nói chuyện dưới giới nữa. Và chừng nào mà cái lãi suất nó chưa giảm xuống bằng Trung Quốc thì chúng ta đừng có hòng chúng ta làm việc gì. Ngay cả những cái chương trình về nhà ở xã hội cũng bị hủy diệt luôn. Rồi là chương trình cho vay để thành lập những cái nhà máy mà hóa chất điều chế như là sinh học phân tử, công nghệ sinh học cũng không có làm được. Chúng ta không làm được công nghệ sinh học, chúng ta không phát triển được y học, chúng ta không phát triển được nông nghiệp, chúng ta không làm được nhà máy điều chế, chúng ta không có nguyên liệu đầu vào. Hãy tạm đóng cửa 6 tháng đi để mà làm chuyện đó. Bỏ ra 500 ngàn tỷ đi, thậm chí lấy luôn tạm ứng trong cái mà quỹ đầu tư công đó để làm. Xem như là hoặc là khôi phục lại cái hồi sinh lại cái kênh mà xem như leasing của thầy Hòe đang chết ấy. Làm giống người ta. Còn những cái doanh nghiệp nào mà nợ chưa đủ xấu thì cho nó giãn nợ hoãn nợ đi. Còn nếu không thì chấp nhận thậm chí là giãn nợ hoãn nợ vô kỳ hạn luôn, để cho mấy cá mập nó sống lại luôn. Đó, nhưng mà chúng ta làm được việc lớn nếu chúng ta không muốn một cái chính sách nó mất đối xứng. Còn bây giờ nói là chúng ta nhốt như vậy, là nhốt lãi suất cao này, nhốt tới chừng nào? Bây giờ chờ hết sức chờ mới được là một cái nghị quyết xem như là giảm lãi suất. Bây giờ đó ai đó là xem như là lại không giữ ý. Đó, thì theo em lãi suất thấp là cội nguồn của hạnh phúc. Đó là lý do tại sao chúng ta tổ chức rất nhiều cái chương trình đối thoại bàn về vấn đề giảm lãi suất ạ. Và có vẻ như ông Ánh thì lại có một cái chút hơi khác biệt một chút về suy nghĩ ạ. Nhưng mà khi mà chúng ta trao đổi vừa phải ngắn gọn nhé, để còn chuyển thêm nội dung thì chúng ta tương tác được nhiều hơn ạ. Ông Ánh có thêm một ý kiến ngắn gọn nữa ạ. Tôi cho rằng nếu mà nói một cách ngắn gọn thì có rất nhiều việc chúng ta sẽ phải bàn, nên là cái quan trọng tôi cho rằng chúng ta phải sắp xếp lại. Cái đầu tiên là chúng ta phải đánh giá được đúng thực chất là cái khó khăn của chúng ta. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải tìm ra được cái đúng cái nguyên nhân căn bản dẫn đến những khó khăn đó. Cái này tôi đề xuất là bởi vì hiện nay chúng ta chưa làm được việc đó theo đánh giá của tôi. Và cái thứ ba rất là quan trọng là các biện pháp chúng ta can thiệp vào thì nó phải dựa trên nguyên tắc thị trường, hết sức tránh những cái gọi là mang tính hành chính, mệnh lệnh, chủ quan, duy trì. Tôi đơn cử ví dụ như câu chuyện lãi suất. Lãi suất cho vay không thể giảm 1,5 đến 2% như yêu cầu được nếu cái yêu cầu đó nó không căn cứ vào các yếu tố thị trường và cái hiện thực khách quan. Anh Hưng có nói về vấn đề lãi suất phải như Trung Quốc chẳng hạn, thì tôi khẳng định rằng không bao giờ lãi suất ở Việt Nam như Trung Quốc được, là bởi vì hiện nay
Việt Nam vẫn đang lạm phát khoảng 3,5 đến 4%. Còn ở Trung Quốc, người ta hiện nay đang lạm phát là dưới 1% và đang có dấu hiệu là giảm phát chứ không phải là lạm phát. Tình hình hoàn toàn ngược lại với cả Việt Nam chúng ta. Nên là những cái của thế giới nó vận động thì nó cũng sẽ theo các cái yêu cầu cũng như cái điều kiện của nó. Và ở Việt Nam chúng ta một lần nữa tôi nhấn định rằng dù là giải pháp gì can thiệp hay là hỗ trợ thì đều phải dựa trên cái nguyên tắc thị trường, chứ hết sức tránh các biện pháp nó gọi là mệnh lệnh đi ngược lại các cái quy tắc của thị trường. Tôi nghĩ là không gì là không thể đâu ạ. Vâng, và chúng ta cũng đã bàn khá nhiều đến câu chuyện lãi suất thực âm thực dương đấy ạ. Những cái câu chuyện mà căn cốt để có thể giảm được cái lãi suất cho vay xuống. Thực ra cái câu chuyện 4-5% là câu chuyện tất cả các doanh nghiệp đều mong muốn, mà chúng ta nhiều năm nay chúng ta đều mong muốn mức lãi suất thấp cho doanh nghiệp rồi ạ, thì mới cạnh tranh được. Tôi nghĩ là để tranh luận chuyện này chắc là chúng ta sẽ còn phải dành nhiều chương trình đối thoại đúng không Đúng ạ? là như vậy. Vâng ạ. Và theo tôi đúng thấy như thế. là chúng ta nên có một cái chính sách nó mang tính là chung nhất, để chi, để cho là cái lãi suất nó giảm xuống. Chúng ta thấy rằng ví dụ như là nói Trung Quốc rồi, theo như là lạm phát bây giờ là từ có thể nói là dưới 1,5%, theo tôi biết là khoảng từ 1,5 tới 1,6% là rất là thấp. Nhưng mà thật ra đó là bây giờ đây là Trung Quốc đang đứng sát bên bờ hiểm họa không tên tuổi của sự giảm phát, giống như cái mô hình mà của Nhật Bản hồi là 25 năm về trước. Nó sẽ đi vào một cái giai đoạn hoàng hôn kéo dài, nhất là trong cái giai đoạn mà có những cái sự phát triển cực thịnh. Tôi lấy ví dụ như là sự phát triển của pin năng lượng mặt trời, ví dụ như là sự phát triển của xem như là bình điện đó, ô tô điện đó. Thì đây là những cái bảy lý do tại sao. Tại vì cái gọi là đất hiếm đâu phải mà chỉ có Trung Quốc có, mà chỉ có Trung Quốc khai thác nhiều nhất thôi. Nếu cần nữa là những cái mỏ khác nó sẽ được tài trợ để nó phát triển. Và bây giờ cái gọi là lợi thế so sánh và cái gọi là toàn cầu hóa nó trở thành những giấc mơ quá khứ. Bây giờ anh có tốt nhất, anh có rẻ nhất mà tôi không mua. Tôi đi mua của Mexico, tôi đi mua của là những thằng khác, Việt Nam, ví dụ vậy. Bây giờ đây cái đối tác mà thương mại hai chiều lớn nhất của Mỹ đâu còn là Trung Quốc nữa mà là Mỹ Tây Cơ. Do đó cho nên là những cái gì nó phát triển cực thịnh rồi sau đó nó suy đồi, nó sẽ đưa đến một cái tình trạng tiêu dùng xem như là rất là thảm hại. Và cái đó là cái mà tôi nghĩ là không riêng gì ai hết đang là cực lực giải quyết. Thành ra cho nên nếu mà chúng ta làm một cái chiến lược thì nên làm chiến lược để Việt Nam trở thành một tiểu bá trong vùng, chứ không phải mà để chúng ta phục vụ cho riêng ai. Vâng ạ, chúng tôi rất là hiểu những tâm huyết của ông Hưng ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiều chương trình đối thoại nữa mà đâu chỉ có một số đâu ạ. Ông Hè có một ý kiến rất là ngắn gọn thôi ạ, nếu không thì tôi lại phải cắt thời lượng khá nhiều của mình. Có lẽ là cái ý kiến ngắn gọn sau cùng của tôi có lẽ là chúng ta cần phải có một cái đánh giá một cách rất toàn diện về cái công, như anh ấy nói là cái công cuộc tái cấu trúc cái nền kinh tế của chúng ta. Và đặc biệt ở đây đó là cái câu chuyện đánh giá lại câu chuyện phân bổ nguồn lực tài chính của đất nước, đúng không ạ? Để chúng ta sử dụng cái nguồn lực này nó có hiệu quả hơn. Nếu như chúng ta không muốn coi như là đi vào vết xe đổ của những cái nước mà thu nhập trung bình thấp và mãi coi như là không thể vươn lên được. Đã, xin hết. Vâng ạ. Tôi xin cảm ơn ý kiến của ông Hòe. Tôi nghĩ là chắc là các khách mời thì còn muốn nói rất là nhiều đúng không? Ông Hưng trông cũng có vẻ vẫn còn muốn chia sẻ rất là nhiều, ông Ánh cũng vậy ạ. Nhưng mà trong giới hạn một chương trình thì thực ra chúng ta cũng đã ngồi với nhau nhiều buổi rồi ạ. Có rất là nhiều nội dung hôm nay ông Hưng nói thì cũng vừa có những cái mới nhưng mà cũng có rất nhiều những điểm mà chúng ta đã tâm huyết ở các số trước. Tôi rất là hiểu điều đấy ạ, và tôi cũng rất là trân trọng những cái mong muốn đóng góp xây dựng đất nước cũng như là những mong muốn thực sự vực lên có những giải pháp thiết thực. Và có rất nhiều giải pháp ông Hưng đưa ra ban đầu chúng ta tưởng là nghe nó khá là khác biệt, thì tuy nhiên là sau đó chúng ta đều phải công nhận nó có rất là nhiều những cái điểm phù hợp và chúng ta cũng cần phải thực sự là nghĩ một cái sự thay đổi đột phá. Tôi rất là cảm ơn ý kiến của ông Hưng, tôi rất là cảm ơn những chia sẻ này, góc nhìn cũng hơi khác một chút từ phía ông Ánh nhưng mà rất thú vị trong một chương trình đối thoại ạ. Xin cảm ơn ý kiến của ông Hòe. Ông Hòe thì luôn luôn làm rất là hiểu biết và rất nhiều thông tin tổng hợp, cung cấp nhiều ý kiến cho quý vị khán giả. Và chúng tôi cảm ơn ba vị khách mời rất nhiều và chúng tôi hẹn gặp lại các anh ở các chương trình đối thoại tiếp theo. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về những nội dung mà chúng ta đã bàn trong số đối thoại ngày hôm nay được không ạ? Nhất trí. Vâng ạ, chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Vâng ạ, xin chào các anh ạ. Vâng, xin chào.
Chúng tôi cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình đối thoại tiếp theo ạ. Ngoài biên rồi. Ôi, bẩn quá. Né bóng trời. Bóng bẩn cầu thủ né. Hay quá. Wow. Hết ngại rồi. Cô này nữa à? Ôi, áo bạn bẩn hết rồi. Từ khi có ABBA, mình chưa bao giờ ngại vết bẩn. ABBA sạch.